chào tất cả các bác. Trận Bạch Đằng Giang năm 1288 là một trong những trận đánh vĩ đại nhất trong lịch sử, khi mà trong chưa đến một ngày, quốc công Tiết Chế Hưng Đào Đại Vương Trần Quốc Tuấn và quân dân nhà Trần đã tiêu diệt hơn 4 vạn quân Nguyên Mông. Máu quân thù đã nhuộm đỏ cả dòng sông Bạch Đằng. Và trận đánh này thì hôm nay sẽ lại sống lại một lần nữa, và có thể sẽ phải viết lại một phần lịch sử khi mà chiều nay thành phố Hải Phòng đã chính thức khánh thành cái bãi cọc Cao Quỳ ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Đây là cái bãi cọc của trận Bạch Đằng Giang năm 1288. Cái khu bãi cọc Cao Quỳ Liên Khê này thì cách cái bãi cọc Bạch Đằng Giang ở Minh Đức Thủy Nguyên chừng khoảng 13 km, nên nhiều người vẫn đặt một cái dấu chấm hỏi về cái quy mô thực sự của trận đánh Bạch Đằng Giang năm 1288. Chiều nay thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên đã tổ chức long trọng cái lễ khánh thành công trình tuyến đường vào và cái khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Dự án này thì khác biệt hoàn toàn so với những cái dự án mà tôi đã review ở Hải Phòng trước đây, khi mà cái giá trị lớn nhất của nó mang lại không phải là giá trị kinh tế, mà cái giá trị quan trọng hơn cả đó chính là cái giá trị về văn hóa lịch sử. Dự án này thì có tổng số vốn đầu tư là khoảng 362,5 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án này thì có hai hạng mục chính. Hạng mục thứ nhất là cái tuyến đường vào cái khu bảo tồn này. Và cái hạng mục thứ hai thì đó chính là vào sâu bên trong kia là cái khu bảo tồn và nhà trưng bày hiện vật của bãi cọc Cao Quỳ này. Trước mặt các bác đây chính là hình ảnh cái tuyến đường dẫn vào khu bảo tồn Cao Quỳ đấy. Nó thì bắt đầu từ chỗ này, chính là cái ngã giao giữa đường 10 và một cái đường đi về khu di tích Bạch Đằng Giang. Tuyến đường này dài khoảng 3 km, hơn 3 km, và có tiết diện cắt ngang rộng khoảng từ 18 đến 22 m. Lòng đường thì rộng khoảng 12 m và vỉa hè hai bên là khoảng 5 đến 7 m. Hai bên đường là núi non hùng vĩ và khá là nên thơ, tạo cho những người lần đầu tiên đi qua đây thì cái cảm giác rất bình yên và trong lành. Đồng thời nó cũng gợi nhớ đến cái món dê núi ở đây. Trục đường này thì nằm trên hai xã là xã Liên Khê và xã Liêu Kỳ. Trước đây thì cái khu này chủ yếu là đồng ruộng thôi. Sau khi phát hiện cái bãi cọc ở khu vực này thì đã được cải tạo lại và khá khang trang như bây giờ. Hai bên đường thì được trồng chủ yếu là xà cừ với cái cây bồ đề thôi. Những cái cây bồ đề và những cây xà cừ này thì sẽ góp phần nào đó tạo nên những cái nét tâm linh cho khu vực này. Khi cách bãi cọc chừng khoảng hơn một cây thì các bác sẽ phải gửi xe ở cái chỗ phía bên trái các bác đấy. Cái khu bãi đỗ xe này thì rộng khoảng 1 hecta, khá rộng đấy các bạn, tha hồ gửi xe luôn. Còn trước mặt các bác đây chính là cái khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ. Khu vực này thì rộng khoảng 3 hecta với nhiều hạng mục như nhà trưng bày hiện vật, rồi hệ thống sân vườn. Và trung tâm cái chỗ có mái che kia chính là cái nơi trưng bày và bảo tồn cọc. Tổng cộng sẽ có 18 cọc sẽ được trưng bày và phần còn lại sẽ được lấp đất để bảo tồn. Những cái cọc được trưng bày thì sẽ được ngâm dưới nước để có thể bảo quản một cách tốt nhất. Từ trên này nhìn xuống thì có thể thấy cái bãi cọc này khá gần cái con sông đá Bạch. Cái khu bãi cọc Cao Quỳ này thì như tôi đã nói ở trên ấy, nó cách bãi cọc Bạch Đằng Giang chừng khoảng 13 km, là một cái khoảng cách khá xa so với hơn 700 năm trước, nên nhiều người vẫn thắc mắc về cái quy mô thực sự của trận Bạch Đằng Giang này. Một vài tài liệu cho rằng thì cái bãi cọc này trước đây là nằm trên sông đá Bạch. Vào những năm 288 thì khi quân dân nhà Trần kháng quân Nguyên Mông thì cái bãi cọc này chủ yếu là để ngăn cái đường tiến của quân Nguyên Mông thôi, buộc chúng là phải đi vào cái cửa sông Bạch Đằng, đi vào cửa sông Bạch Đằng ở đằng kia. Nhưng sau hơn 700 năm thì cái việc dòng chảy rồi phù sa bồi đắp nên không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Trước đây thì người dân đã thi thoảng vẫn có vài lần đào được những cái cọc như này, nhưng mọi người không nghĩ đây là cái cọc của trận Bạch Đằng Giang, mãi cho đến giữa năm vừa rồi thì mới chính thức xác nhận đây là cái bãi cọc của khu của trận Bạch Đằng Giang năm 1288. Nhìn chung thì khu vực này về cảnh quan, không gian và môi trường thì đều khá ổn. Đường giao thông thì cũng đã thuận tiện rồi.
Hy vọng trong một cái tương lai gần thì nó sẽ sớm được kết nối và đồng bộ với cái khu di tích Bạch Đằng Giang ở Minh Đức Thủy Nguyên kia. Khi đó sẽ tạo thành một cụm di tích văn hóa có giá trị rất cao về lịch sử ở cái khu vực phía Bắc Hải Phòng này. Đồng thời thì nó cũng sẽ góp phần vào cái việc phát triển và thúc đẩy cái ngành công nghiệp không khói tại thành phố Hải Phòng. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video này. Các bác thấy sao về cái dự án bãi cọc Cao Quỳ này? Các bác để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.